Thưa quý vị, tọa đàm hợp tác đa chiều thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Tây Ninh vừa được diễn ra nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hộ nông dân có thêm giải pháp và tiếp cận nhanh chóng với các phương pháp triển khai nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tây Ninh đã đưa ra những thông tin tổng quan về tình hình nông nghiệp hiện nay tại tỉnh, đồng thời nhấn mạnh những chính sách khuyến nông và lợi thế khi phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như tăng giá trị nông sản, tiếp cận thị trường quốc tế chuyên nghiệp bài bản hơn. Trong phần trao đổi sôi nổi của phiên tọa đàm thứ hai về hợp tác đa chiều thúc đẩy nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Tây Ninh, các khách mời đã được lắng nghe phương pháp, kinh nghiệm để triển khai mô hình nuôi trồng hiện đại một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng quan tâm đến những vật liệu bền, an toàn với nguồn nước và hệ sinh thái để ổn định sản xuất, cũng như vượt qua những quy định khắt khe về nông sản xuất khẩu của các nước tiên tiến. Vai trò là một doanh nghiệp cung ứng vật tư về các cái ống và phụ kiện cho cái hệ thống tưới nước thông minh, thì chúng tôi cũng sẽ cam kết đồng hành cùng với nông dân và các cái tổ chức của tỉnh. Nhờ Tiền Phong mong muốn được đồng hành cùng với các doanh nghiệp, hộ nông dân của tỉnh Tây Ninh trong giai đoạn cấp tiến này và cam kết sẽ luôn lắng nghe các nhu cầu để tìm ra giải pháp tối ưu, không chỉ giúp nâng cao năng suất mà còn bảo vệ nguồn tài nguyên nước quý giá, góp phần xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại, bền vững và thân thiện với môi trường.